Xin chào mọi người và nhất là các anh chị đầy duyên nợ với mình, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các anh chị về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà nếu đúng ra là các anh chị gọi là bị hình thái tuế. Tại vì các tuổi như là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, bốn cái tuổi này sẽ chịu thái tuế ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Thì những người tuổi Sửu là gọi là trực thái tuế, Mùi là xung thái tuế, Tuất là hình thái tuế và Thìn là gọi là phạm thái tuế. Như vậy thì trong cái năm thái tuế mà bị hình như thế này thường thì sẽ có tuổi một trong hai tuổi nam hoặc nữ sẽ rơi vào những cái sao xấu. Và đối với tuổi của Canh Tuất thì năm nay đối với các anh nam sẽ phải gánh cái sao xấu, đó là sao Kê Đô, một cái hung tinh mà có thể nói là bậc nhất nếu mà nữ mang. Còn nam mà bị hung tinh Kê Đô chiếu mạng thì cái sự hung hại của nó cũng sẽ suy giảm phần nào, tuy nhiên nó sẽ nặng về cái phần bổn mạng và sức khỏe của người Canh Tuất. Nam mạng có chút vấn đề cộng với cái việc mà vận niên hạn của niên là hạn địa võng thì sẽ có nhiều cái âu lo suy nghĩ, tức là cái năm khiến cho các anh cảm thấy là bức bối, làm cũng có được nhiều việc, dù rằng nó có cái vận niên dương hồi ngạn dê về suối, nhiều thuận lợi cho con đường công danh và công việc. Tuy nhiên là nó kết hợp với hai cái điều xấu sao và hạn thì người nam mạng từ đầu năm tới bây giờ là sắp hết tháng 4 rồi, thấy chẳng có đâu vào đâu đó. Đặc biệt tháng 3 thì đầy cái sự khó khăn khi mà là tháng Nhâm Thìn ha. Còn nữ mạng thì được cái phúc tinh Thái Dương, một trong những cái phúc tinh rất là mạnh, nó lại hành hỏa, mà người thì người mệnh kim cho nên là không kham nổi cái sự tốt đẹp bởi cái sao cái phúc tinh Thái Dương chiếu mạng mình đem lại. Hạn của năm cũng là hạn địa võng, nhiều chuyện âu lo suy nghĩ, đề phòng có những cái đại tang ở trong gia đạo. Vận niên dương hồi ngạn là dê về suối, nhiều thuận lợi cho con đường danh lộc làm ăn mua bán. Như vậy thì nữ mạng của Canh Tuất so với lại nam mạng thì tốt hơn là khá nhiều, một cái là phúc tinh, một cái là phá tinh. Dù rằng phá tinh đó ít có tác dụng với nam, nhưng mà nó cũng phải đem cái sự hung hại nào đó đối với người nam, đặc biệt là cái về vấn đề mà bổn mạng và sức khỏe vào những cái tháng xuân. Bây đó là cái sao hạn vận niên của người Canh Tuất nam và nữ mạng ở trong cái năm nay. Bây giờ mình sẽ vận vào 6 tháng cuối năm nó sẽ ra sao. Bản thân của người Canh Tuất nam và nữ mạng thì em đã có cái video nói về cái việc vận hạn cả năm rồi. Nếu mà mọi người muốn nắm rõ hơn, có cả sao hạn rồi có cả tỏ cung tiểu vận, tỏ cung tiểu hạn thì mọi người sẽ coi lại ở cái video về tử vi của năm Tân Sửu năm 2021, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu đối với người Canh Tuất nam và nữ mạng, có hai cái video rồi, mọi người cứ lục lại mà xem ha, ở trên kênh Tử Vi và Cuộc Sống. Tháng đầu tiên của cái vận hạn 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch, mà tháng 7 âm lịch là theo người Phật giáo là tháng cô hồn, tháng có nhiều cái âm linh đối với người Phật giáo không tốt đẹp đối với người Phật giáo. Tuy nhiên cái ý nghĩa của tháng cô hồn còn lồng trong đó là một cái tháng gọi là du lan báo hiếu, báo hiếu cho những người đã khuất, nhất là các bậc cha mẹ chúng ta đã khuất, để tưởng nhớ đến những cái công ơn của những người đã khuất, đặc biệt là cha mẹ chúng ta. Thì tháng Bính Thân á là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mạng thì tháng này là không tốt đẹp cho người mệnh kim của Canh Tuất, khi mà hỏa của tháng khắc kim, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe gặp không tốt, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Cộng với cái, nếu mà người Phật giáo thì cái tháng này tháng cô hồn nữa, cho nên là cẩn thận, đặc biệt là các anh trai của Canh Tuất. Thiên can á thì chữ Bính của Bính Thân sẽ khắc chữ Canh. Tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, suy hao tài lộc lớn,
đối với nam và nữ thì đều như nhau. À, thiên can bị tháng tư khắc hơi bị phê đó, công việc cẩn thận. Thân tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có sự khác nhau. Như vậy ổn, về mặt tình cảm gia đạo thì không có vấn đề. Tuy nhiên là bổn mạng bị tháng khắc, thiên can bị tháng khắc, bổn mạng và công việc là một cái cần phải chú ý trong tháng 7 này ha. Rồi tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 8 âm lịch là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu thì là một tháng hỏa nhỡ. Như vậy thì bổn mệnh không khác gì tháng 7 khi hỏa của tháng khắc kim của bản mạng. Như vậy thì sức khỏe không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, tai nạn phạm thân, nguy nan về bổn mạng đối với nam mạng. Thiên can canh đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, không vấn đề. Tháng này sẽ đỡ đần hơn về mặt công việc một chút xíu so với cái tháng tháng 7 khi mà chữ bính của tháng khắc chữ canh của các anh các chị. Tuy nhiên dậu tuất là thuộc nhóm địa chi lục hại. Đây là nhóm địa chi dễ gây ra cái sự buồn phiền không tốt đẹp ở trong gia đạo tình cảm. Là các anh thì mình phải cẩn thận, các chị cũng không có tránh khỏi. Các chị thì cái sao thái dương chỉ đem đến cái may mắn ở trong công việc làm ăn, chứ gia đạo tình cảm thì chưa chắc là hôm nay là một năm tốt ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Mậu Tuất. Tháng tuổi của các anh các chị trong năm Tân Sửu luôn, tháng tuổi của năm Hình Thái Tuế ha, coi thử nó xấu sao. Thì tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là kim của các anh các chị khắc mộc của tháng. Như vậy bổn mạng khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, nhưng mà nhẹ hơn cái tháng 7 tháng 8. Mọi người sẽ biết không, trong cái bổn mạng của với tháng á, là bị tháng khắc bổn mạng là nặng nhất, sau đó tới mình bổn mạng khắc tháng, và cuối cùng là sinh xuất bổn mạng là tháng. Ví dụ như mình mạng thủy mà tháng mình mạng kim mà gặp tháng thủy là sinh xuất ha. Rồi thiên can canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Chữ mậu nạp âm ngũ hành là mộc ha, canh là kim, không có vấn đề gì đâu. Về tương khắc thì cũng có chút khó khăn là trong công việc thôi, rắc rối thì cũng không có chỗ nào. Địa chi tháng tuất gặp tuổi tuất, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng những cái việc không tốt đẹp về cả gia đạo tình cảm của mình, đặc biệt là tháng bị kim khắc mộc mà, thì cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ yếu đi, nó không có tác dụng nhiều nha. Rồi đó là tháng 9. Tiếp đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi, tháng 10 của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Và tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, bổn mạng cũng như tháng 9 khi mà kim của các anh các chị khắc mộc của tháng. Bổn mạng khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn nhẹ, tai nạn bệnh nạn nhẹ. Thiên can canh kỷ cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok. Nạp âm ngũ hành của canh là kim, nạp âm ngũ hành của mậu kỷ là thổ. Như vậy á thì đây là một cái nạp âm ngũ hành tương sinh, cho nên là nạp âm ngũ hành thiên can mà tương sinh á, thì công việc thành thông, tài lộc có nhưng không quá lớn. Đây là cái điều tốt cho đối với cái người nữ. Rồi địa chi hợi tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung hợp nhau. Như vậy là không có vấn đề về cái gia đạo tình cảm cũng như các cái việc khác ở trong cái mối quan hệ công việc. Ok, đó là tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 của năm Tân Sửu là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy thì xét về trụ mạng, đây là tháng có lợi cho người mệnh kim. Vì sao? Vì tháng thổ của năm thổ thì chắc chắn là tương sinh với kim. Bổn mạng sức khỏe tốt, không có gì phải lo lắng. Phúc tinh và tài tinh của cái tháng
này sẽ phát sáng hơn. Thiên can thì chữ canh của canh tí với chữ canh của canh tuất là đồng hàng. Công việc thuận thành thanh thông, dễ có tài lộc đối với người nữ mạng. Rồi, địa chi tí tuất thì tượng chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm tiếp tục là một tháng có thuận lợi, tốt đẹp, không có vấn đề gì. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, mà tháng Tân Sửu là thuộc thổ. Như vậy thì sao? Thổ sinh kim. Bổn mạng tiếp tục giống tháng 11 khi được tương sinh, tốt cho sức khỏe bổn mạng. Thậm chí là phúc tinh và đại tinh nhờ cái bổn mạng tương sinh này sẽ tốt đẹp hơn. Ok, đó là một cái điều mà mình phải chúc mừng các anh các chị. Thiên can tân với lại canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng và chủ về mặt tử vi ha. Cả tân lẫn canh thì nạp âm ngũ hành thuộc kim, đây là một tháng có thể thuận thành nhiều cái tốt đẹp ở trong công việc. Tuy nhiên địa chi thì sao? Tuất Sửu Thìn, Tuất Sửu Mùi nằm trong bộ tứ hành xung và khá sát nhau ở trong cái bộ tứ hành xung. Mà cái này thường thì là hai cái sát nhau là nó sẽ gọi là lục xung, nhưng mà cái này không phải, cái này chỉ có lục hại thôi. Đây là tháng lục hại của năm, tháng lục cho nên là gia đạo tình cảm cẩn thận những cái chuyện không vui, có thể là trong các mối làm ăn sẽ làm cho mình bực bội khó chịu. Đó là những gì mà cái tháng 12 có thể đem lại cho các anh các chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái kiến thức về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 và chia sẻ đến các anh các chị. Bên cạnh những cái điều khó khăn ở trong cái sao kế đô đem lại cho người nam thì cũng còn đó cái sự tích cực bởi sao Thái Dương đem lại cho người nữ. Hy vọng rằng là có 4 tháng không tốt đẹp cho các anh các chị về sức khỏe, đó là tháng 7, tháng 8 và tháng 9, tháng 10. Đặc biệt là tháng 9 khi mà vào tháng tuổi, và tháng 7 thì cả bổn mạng và công việc cái chủ thiên can để tương khắc, thì các anh các chị sẽ biết rằng mình nên cương ở giai đoạn nào và nhu ở giai đoạn nào. Hy vọng những cái thông tin mà em vừa chia sẻ sẽ giúp các anh chị định hình được rằng mình sẽ làm gì, nên cương hay nhu ở trong những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Không có được những cái thành công hoặc là những cái hạn chế, những cái thất bại đối với tuổi của mình. Các anh chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Canh Tuất được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.